rồi, nhưng mà em nghĩ là cái thời gian luôn đó rất là ý nghĩa với nhóm em, bởi vì là nhìn anh mà con tay mà con run cầm cầm nhưng mà ít ra là bọn em đã thuyết phục được anh đứng lên đây nói được như vậy, là gọi là nó là minh chứng cho từ đầu buổi tới giờ cái sự thay đổi của anh trong nhóm của em. Cho nên là cảm ơn mọi người rất nhiều là tại cơ hội ạ. Rất tuyệt vời, tốc độ đã giúp bạn vượt qua khó khăn.